thi thể trôi trên sông Sài Gòn giống nam sinh mất tích khi tới thành phố Hồ Chí Minh nhập học. Người dân phát hiện thi thể nam giới dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, có đặc điểm nhận dạng giống với nam sinh tới thành phố Hồ Chí Minh nhập học thì mất tích. Sáng 15 tháng 2, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh và báo lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, công an phường 13 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận Bình Thạnh tới phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định thi thể nam giới này có đặc điểm nhận dạng giống với nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, từ quê Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học thì mất liên lạc với người thân. Như VTC News đưa tin, ngày 14 tháng 2, gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định, cho biết đã gửi đơn đến công an phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trình báo việc mất liên lạc với Nghĩa khi em này trên đường từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học. Trả lời VTC News, bà Trần Thị Ti, mẹ của Nghĩa cho biết, khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu biển kiểm soát 77B-24.57 từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Xe khách đến bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 giờ 45 phút 5 giờ ngày 12 tháng 2. Lúc này, người thân tại thành phố Hồ Chí Minh liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Nam sinh viên mất tích từ đó đến nay. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa mang một ba lô, một vali, áo khoác, nón, quần tây, tất cả màu đen. Khi xe khách đến bến xe miền Đông, gia đình cũng đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy Nghĩa. Gia đình cũng đã tổ chức đi tìm ở thành phố Hồ Chí Minh, liên lạc bạn bè của Nghĩa nhưng chưa có tung tích, liên hệ với trường đại học thì được biết Nghĩa chưa đến trường. Hiện, gia đình đã trình báo và nhờ công an giúp đỡ, tìm kiếm, bà Ti cho hay. Hiện tại, sau khi trình báo công an nhờ hỗ trợ, gia đình bà Ti đã in tờ rơi để dán khắp nơi, hy vọng sớm tìm được Nghĩa. Gia đình cũng rất mong cộng đồng mạng, bạn đọc nếu thấy Nghĩa ở đâu xin liên hệ số điện thoại 0337812175, gặp chị Nhung hoặc số điện thoại 0327380753, gặp cha mẹ Nghĩa. Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Hoàng Thọ Thúy Mai trên VTC News. Sau khi trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm, gia đình nam sinh viên đã in tờ rơi mong sớm tìm được em. Thi thể trôi trên sông Sài Gòn giống nam sinh mất tích khi tới thành phố Hồ Chí Minh nhập học. Người dân phát hiện thi thể nam giới dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, có đặc điểm nhận dạng giống với nam sinh tới thành phố Hồ Chí Minh nhập học thì mất tích. Sáng 15 tháng 2, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh và báo lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, công an phường 13 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận Bình Thạnh tới phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định thi thể nam giới này có đặc điểm nhận dạng giống với nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, từ quê Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học thì mất liên lạc với người thân. Như VTC News đưa tin, ngày 14 tháng 2, gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định, cho biết đã gửi đơn đến công an phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trình báo việc mất liên lạc với Nghĩa khi em này trên đường từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học. Trả lời VTC News, bà Trần Thị Ti, mẹ của Nghĩa cho biết, khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu biển kiểm soát 77B-24.57 từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Xe khách đến bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 giờ 45 phút 5 giờ ngày 12 tháng 2. Lúc này, người thân tại thành phố Hồ Chí Minh liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Nam sinh viên mất tích từ đó đến nay. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa mang một ba lô, một vali, áo khoác, nón, quần tây, tất cả màu đen. Khi xe khách đến bến xe miền Đông, gia đình cũng đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy Nghĩa. Gia đình cũng đã tổ chức đi tìm ở thành phố Hồ Chí Minh, liên lạc bạn bè của Nghĩa nhưng chưa có tung tích, liên hệ với trường đại học thì được biết Nghĩa chưa đến trường. Hiện, gia đình đã trình báo và nhờ công an giúp đỡ, tìm kiếm, bà Ti cho hay. Hiện tại, sau khi trình báo công an nhờ hỗ trợ, gia đình bà Ti đã in tờ rơi để dán khắp nơi, hy vọng sớm tìm được Nghĩa. Gia đình cũng rất mong cộng đồng mạng, bạn đọc nếu thấy Nghĩa ở đâu xin liên hệ số điện thoại 0337812175, gặp chị Nhung hoặc số điện thoại 0327380753, gặp cha mẹ Nghĩa. Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Hoàng Thọ Thúy Mai trên VTC News. Sau khi trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm, gia đình nam sinh viên đã in tờ rơi mong sớm tìm được em. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.